chính đông đang phải lui ra. Di Quan Phá Thủ là nhà chính đông tiên và thứ hai. Và số chính đang phải lui. Chính đông cũng cản trở nên đại đế chiến đã được chọn và Rulo bị bắt lại. Anh ta bỗng nhiên đã kịch đến và nằm xuống. Con đường hoàng kim Rulo và chính đông bị chặn từ bởi Faker và Di Quan. Faker và Di Quan có mặt trong trận đấu cuối cùng. Và Di Quan liệu họ có là MPL Slayer hay không đây? Họ đã hủy diệt Sit 1 và Sit 2 của khu vực Sit 3 của khu vực MPL rồi. Bây giờ còn Sit 4 đang trận chung kết nữa rồi. Họ sẽ đối đầu với cả Rainbow Gaming ở trận chung kết. Và câu chuyện sẽ là liệu giữa giải God of Pop hay là Faker đây? Hai con chúng ta sẽ chỉ có một God xuất hiện ở trận chung kết mà thôi. Tôi sẽ để cho T1 và fan của họ vui thêm một tí trước khi chúng ta nhắc về những điều rất là quen thuộc đang có dấu hiệu diễn ra trong năm 2023 này.